bánh cuốn nóng cả nhà nhé. Gần Vinmart chỗ ngã ba Quang Thắng, gần kho Phi Hiếu nha cả nhà. Có một cái cô bé này, cô ấy tráng bánh cuốn nè, rất là ngon. Tráng tại chỗ nha. Mùi thích ăn bánh cuốn ở đây lắm luôn đấy. Nó mềm, dai bánh mà rất là ngon nha. Đặc biệt là có mà 10.000 đồng một hộp như thế này thôi nha. Ai thích ăn chả, ăn chả lụa hay là chả giò thì thêm tiền nha. Còn Mùi thì không thích ăn cho nên là Mùi chỉ ăn có bánh không với dưa leo với rau thôi nha. Rất ngon cả nhà ơi. Cô bé này cô ấy chán á, rất là khéo luôn nha. Cái bánh á, thì nó dai, ngon nè. Ăn này nó nóng mà. Mình rất là thích, mê cái món này lắm luôn đó cả nhà. Vừa ngon vừa rẻ luôn đó cả nhà ơi. Cả nhà yêu thích món bánh cuốn, đi ngang qua ghé ủng hộ cho em ấy nhé. Rất ngon, rất ngon. Bột cuốn pha vừa làm ngon nè. Rồi nước chấm nè, cũng rất là ngon nha. Cái bánh á, thì nó dai, rất ngon luôn. Nói chung là rất là ngon nha cả nhà. Bên trong á, thì có nhân nấm mèo nè, hành lá nè, thịt nè nha. Ngon lắm cả nhà ơi. Quá trời ngon luôn á. Mùi mê nhất là cái món bánh cuốn nóng ở đây nha. Ăn nó bằng bột gạo á, cho nên là nó mát mà nó lành nha. Nó không ăn nó không có bị nóng ruột nha. Rất là ngon luôn. Cả nhà thấy không? Rất ngon luôn đó cả nhà ơi. Xuất sắc nha. Có những ngày đông khách á cả nhà, mình phải mua mình đứng mình chờ nha. Rất là đông khách ăn nha. Giờ thì mời cả nhà cùng ăn với Mùi trái cây nhé. Bánh cuốn rất là ngon cả nhà ơi. Có nước chấm đó, nhưng mà Mùi lại thích ăn cái hương vị ở quê. Chấm nước mắm mà mắm mặn á. Cắt một hai miếng ớt vào ha. Chấm ăn nó đậm đà lắm. Rất là ngon luôn đó cả nhà ơi. Nước chấm của người ta cho đó thì cũng rất là ngon, nhưng mà Mùi muốn ăn đổi khẩu vị chấm nước mắm mặn nữa cả nhà. Cả nhà ăn thử đi, rất là ngon đó cả nhà ơi. Ăn nó đậm đà lắm. Có dưa leo nè, có rau nè, có hành phi nè, rồi có nấm mèo nè, có cả thịt nữa nha. Người ta cuốn ở trong á, cuốn ở trong cái bánh ấy. Ở đây người ta gọi là bánh cuốn. Còn nếu mà mình mua, mình nói mà mình mua bánh ướt ấy, là bên trong không có nhân, không có gì hết. Còn bánh cuốn ấy, là nó có nhân nha. Đó, nó khác nhau, có cái phân biệt khác nhau ở cái chỗ này nè. Còn người Bắc á, thì gọi là bánh gì nhỉ? Bánh cuốn. Bánh cuốn người Bắc á, thì gọi là bánh cuốn. Còn người Nam á, bánh cuốn là nó có nhân, còn bánh ướt là không có nhân nha. Đấy. Nếu mà mình đi mua á, mình nói là bán bánh cuốn thì có nhân, còn mình bán bánh ướt là cũng không có nhân nha. Cả nhà yêu thương nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho Mùi trái cây nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Cả nhà ơi, bánh cuốn, bánh ướt nó khác nhau đấy cả nhà. Nếu mà ở ngoài quê người Bắc á, thì người ta gọi là bánh cuốn nha, là cái danh từ chung nha. Còn người Nam á, nếu mà đi chợ mình gọi là mình nói là mình mua bánh cuốn á, thì là bánh cuốn nha. Còn bánh cuốn nó có nhân. Còn nếu mà mình nói mình mua bánh ướt á, là bánh không có nhân, không có gì luôn nha. Đấy, nó khác nhau ở chỗ đó đó cả nhà. Nên là nhiều khi mùi gần nhầm lẫn, phân biệt bánh cuốn, bánh ướt nó khác nhau đó cả nhà ơi.